Rồi chúng ta đến với luật số 2. Luật số 2 nói về thiên nhiên, nên chúng ta sẽ đổi backdrop thiên nhiên. Thiên nhiên ha, anh em có thấy sau lưng của tôi là một dòng sông không? Đấy, tôi đang ngồi trên cái gọi là một cái đảo, đảo duy nhất ở Sài Gòn. À, Sài Gòn mình có một cái đảo, có người còn chưa biết ở đó. À, ở vùng 2 chúng ta có một cái đảo gọi là đảo Kim Cương. Xung quanh toàn là nước, à, sông vây xung quanh. Đó, ok, rồi chúng ta nói về cái luật này nó liên quan với thiên nhiên. Thế bây giờ có một bài tập như thế này. Có một bài tập như thế này. Ai làm được bài tập này thì hôm nay được thưởng 10 triệu đồng. Thôi thưởng luôn 20 triệu. Được không? Ai muốn tham gia cái trò chơi này để nhận gọi là 20 triệu thì comment vào tôi. Nhưng mà tiên em phải mở cam lên. Ban tổ chức bắt đầu từ ngày mai. Ban tổ chức phải dặn các anh em học viên là mở cam lên nha. Ai mà họ không mở cam lên là mình mời ra khỏi phòng. À, họ cứ tắt cái màn hình đen thui, mình đâu có biết người ngồi nghe mình là ai. Mình không biết người ta có hiểu bài không hay là người ta có thích không. Mà sao người ta ngồi người ta đen thui thế. Được không? Rồi, chuẩn bị tinh thần nha. 20 triệu dành cho ai làm được cái bài tập này. Đó là chuẩn bị nha, chính xác là 20 triệu nha, không bớt 1.000 nào nha. Ok, chuẩn bị nè. Bài tập ghi đề như sau: trong ngày hôm nay đi ra ngoài tự nhiên mà tìm được hai thứ mà giống y chang nhau, thấy không? Rồi đem về chụp hình gửi về cho tâm lý lực. Nếu mà có thể tìm được hai chiếc lá trên một cái cây mà nó giống nhau 100%, được thưởng 20 triệu. Được chưa? Có thể tìm được hai con cá trong cùng một cái hồ mà giống y xì nhau 100%, được thưởng 20 triệu. Được không? Có thể tìm được bất cứ cái gì trong tự nhiên mà nó hai cái y xì nhau 100% thì đem cái đó tới. Đầu tiên là chụp hình gửi về, rồi sau đó thì tới đem cái đó tới tâm lý lực. Tôi cam kết là nếu mà tôi không trả tiền là tôi bị lỗi đạo, đúng không? Tại vì tôi nói dối, đây là tôi nói thật và rất là chân thành rằng nếu mà mình đi ra ngoài vườn nhà mình ngày hôm nay lệ uyên đi lục khắp vườn nhà ông bà nội, tìm cho ra hai cái lá mà giống y xì nhau 100% ha, hoặc là hai cái hoa, hoặc là hai cái trái xoài mà nó y xì nhau 100%, không được sai cái gì hết, thì mỗi mỗi cái bên này 10 triệu, bên này 10 triệu, được không? Đấy. Hai cái ngón tay cũng được, hai ngón tay của mình. Mà nếu mà mình nhìn ai mà có hai ngón tay mà y xì nhau, hai ngón tay cùng tên là trỏ trỏ, hai cái đều tên là trỏ, cái này là cũng là trời tạo ra, đúng không? Bất cứ cái gì mà trời tạo ra mà giống nhau 100% thì đem tới tâm lý lực lấy 20 triệu, tính luôn cả hai ngón tay, hai ngón giữa, hai ngón danh, hai cái giống nhau 100%, đem tới tâm lý lực nhận ngay 20 triệu, hoặc là chụp hình gửi qua giám định. Được chưa? Chụp hình gửi qua, thấy không? Ai đã hiểu không? Bài tập rồi đưa tay vẫy vẫy. Rất là dễ như vậy đó. 10 năm tôi đã làm bài tập này, 10 năm và chưa bao giờ mất tiền. Tôi còn nhớ những lần mà tôi đào tạo trong các cái trung tâm hội nghị, cứ chương trình của tôi diễn ra mà tôi làm cái bài tập này là coi như cây cỏ ở trong cái khu đó là nó bị bạch lá sạch, gọi là cây nào cũng sơ sát hết, tại vì họ ai cũng chạy ra để tìm lá, và đầu ngắt lên rồi đưa coi, ngắt lên rồi đưa coi, giục xuống ngắt lên làm như mấy con két vậy đó, cắn lá ngắt lá đưa lên coi. 10 năm rồi tôi chưa từng mất tiền cho bài tập này, nhưng mà biết đâu được năm thứ 10 thì mất thì sao. Không biết được, nhưng mà tôi đã đi khắp Bắc Trung Nam, tôi chưa có thấy tôi mất tiền lần nào hết. Cứ mỗi lần ra cái bài tập này là tôi chưa từng bị mất tiền, bởi vì có một quy luật thế này: nếu như mà anh em tìm ra hai cái giống nhau là coi như quy luật này sai, hoặc là sự hiểu biết của tôi chưa tới. Nhưng mà tôi nói lại, 10 năm nữa, 10 năm vừa rồi tôi chưa từng thấy mất, tôi chưa từng thấy ai làm được cái điều đó để tôi phải mất tiền. À, nhưng mà biết đâu anh em tìm ra được thì sao, hiểu không? Thì coi như quy luật này, một là quy luật sai và hai là tôi hiểu chưa đúng. Thế thì anh em ghi xuống nè, tạm thời bởi vì 10 năm chưa từng thấy mất tiền nên tôi tự nhận ra một quy luật, đó là quy luật khác biệt. Anh em ghi vào, vũ trụ này có một quy luật, đó là quy luật khác biệt, không cái gì giống cái gì, không ai giống ai hết. Nên nếu mà mình hiểu cái quy luật này là đóng khung lại nha. Quy luật số 1 là quy luật tuần hoàn, quy luật số 2 là quy luật về sự khác biệt. Hôm nay nỗ lực kiếm 20 triệu nha, bằng tăng lương của ai đó đó. Ha, bứt lá khắp vườn so sánh. Rồi bắt đầu lật tay lên. Sáng nay bắt đầu kêu con của mình ra, ra đây mà có biết đâu mày có hai ngón tay giống nhau. Mày kiếm 20 triệu ngon lành cái coi. Mẹ cha ơi sao bên này mày ngoằn bên này, rồi bên này mày ngoằn bên kia kỹ mày. Cho hai ngón cũng tên trỏ mà mày ngoằn tùm lum gì có. Thấy không? Ủa sao cái ngón này đen mà cái ngón này có vẻ trắng hơn tí. Cái chỗ này sao bên này nó có tới ba gạch mà bên này nó có một gạch vậy, sao cũng là ngón trỏ mà ngộ chưa? Ha? Nhìn đi anh em nhìn đi một phút biết đâu. Tôi nói vậy thôi, ngay cả hai cái móng tay bên này sẽ có cái chỗ trắng trắng, bên này lại không thế này. Hả? Ở trên một cơ thể tao ăn cùng một dinh dưỡng như nhau mà sao kỳ ta? Hả? Cũng tập thể dục cũng ăn như vậy. Sao kỳ trời? Hả? Ngay trên cơ thể tôi mà còn không có hai thứ giống nhau. Được không? Hả? À, đi tìm xoài, tìm ổi, đi tìm coi có hai trái ổi mà nó y xì nhau, hai trái xoài y xì nhau. À, ngay cả cái cây hai trái cho coi luôn đó. Hả? Hôm nay lật lên tìm kiếm, tìm coi cây nào có hai trái đối diện nhau, xem có giống nhau hay không. Không giống được, ngộ lắm. À, vậy thì quy luật đó là khác biệt. Có một quy luật, đó là quy luật khác biệt. Vì vậy suy ra từ quy luật này, tôi đã làm được điều gì với quy luật này? Đó là tôi không bắt người khác phải giống tôi nữa. Tôi chỉ điểm chứ tôi không chỉ định. Tức là tôi nói là tôi làm như vậy thì tôi thấy là ngày xưa tôi làm mãi không có tiền bạc, nó khổ lắm, không được. Tôi làm mãi, tôi làm nhiều việc cho gia đình lắm mà gia đình không vui. À, rồi cái thời gian của tôi nó rất là cực khổ, làm ngày tới 16 18 tiếng là bình thường. Thế bây giờ để mà tiền bạc nó thoải mái, để mà gia đình lớn cho tới gia đình nhỏ cho tới bạn bè nhân viên đều vui vẻ, vân vân, thì tôi đã làm như thế này nè. Còn bạn làm hay không tùy, tôi không có quan tâm. Anh em hiểu không? Tại vì tôi không có chỉ định bạn phải làm như vậy, tôi chỉ điểm bạn thôi.
bạn làm thì bạn nhận kết quả này, bạn không làm thì thôi. Anh em chú ý này không? Đó, vậy thì anh em ghi xuống nè, đừng bắt người khác phải giống mình, không bắt người khác phải giống mình. Nếu mà đây là thầy cô, thưa các thầy cô thân mến, đừng có giảng một bài bằng một cách, một bài phải giảng bằng nhiều cách. Nếu mà hôm đó mình lên lớp mình dạy, nguyên một đám học trò mình nó đang ngồi ở dưới, mình đứng trên mình cứ lấy cục phấn mình viết viết lên bảng, nghĩa là thầy cô không hiểu về sự khác biệt. Nếu thầy cô hiểu sự khác biệt thì thầy cô biết là trong một buổi dạy đó thầy cô cần phải có game cho nó chơi trò chơi thì con nó sẽ rất là thích, có những đứa nó rất là thích. Nếu thầy cô hiểu về sự khác biệt thầy cô phải biết là có những đứa phải cho nó chạy lên chạy xuống nó mập giỏi được, có những người biết là trên đời này có những người phải cho họ nhúc nhích chạy lui chạy tới họ mới giỏi được. Hay hiểu ý này chúng ta mới vậy. Nên nếu như trong lớp nó không đủ diện tích thì thầy cô dạy khoảng 15 phút 20 phút thầy cô có thể đứng dậy và lắc lư theo điệu nhạc, mở một tiếng nhạc lên lắc lư rồi ngồi xuống. Mấy đứa nó biết ơn thầy cô khủng khiếp lắm, đó là những đứa mà nó nằm bên tùy đỉnh trái nhiều, nó rất là muốn thầy cô cho nó phép được đứng dậy chứ đâu mà nó ngồi nó mới quay qua quay lại đàng hoàng. Dạ. Mình hỏi là ai hiểu cái này, nó nói con đàng hoàng. Dạ, đưa tay phải đưa vậy nè. Đối với mấy cái đứa mà nó nằm một cục ở đây là nó sẽ khổ tâm lắm, nó nói ủa đưa tay mà cũng đàng hoàng sao ta, làm sao mà không đàng hoàng ta, con thấy con hiểu thì con đưa, con ơi con được không đó. Thì tại vì năng lượng trong nó người nhiều quá nó cần phải được chút nhất, mình là biểu nó phải đưa như thế này, cả lớp y chang đều như vậy hết. Nếu mà chúng ta bắt mọi người giống nhau 100% là chúng ta không hiểu luật nên chúng ta khổ. Nói tới đây ai hiểu cái ý này rồi xin comment hiểu. Nếu chúng ta bắt mọi người giống y chang nhau, chỉ có những cái thứ gì mà nhân tạo thì mới giống nhau thôi. Ví dụ như là cái ly, ví dụ như hoa giả, người ta đúc cùng một cái khuôn, có một số cái nó giống y xì nhau là vì đó là đồ giả. Còn nếu là đồ thiệt thì không thể giống nhau được. Đó là quy luật. Nên nếu chúng ta bắt chúng ta giống y xì một người khác là cái chuyện nó khổ lắm á. Như vậy chúng ta muốn sống một cuộc đời giả hả? Chúng ta làm thật sao lại sống cuộc đời giả? Bao nhiêu người ở đây là người thật, chúng ta phải người thật mình thấy mình là người thật. Mình phải cho mình được sống cuộc đời của mình chơi. Mình thích ăn phở mà vợ mình thích ăn xôi là phải tôn trọng. Tôi phở bà phải phở. Phải không? Cả nhà đều phở. Người ta thương mình quá, người ta nói ờ phở. Mình hạnh phúc, người ta không hạnh phúc, lỗi đạo. Anh em chú ạ. Lỗi đạo rồi. Vợ mình thích ăn xôi thì cứ để bà ăn xôi, vấn đề gì đâu, mình cứ đi mua phở mà ăn. Đó. Mình làm sao để mình vui, mình hạnh phúc và người bên kia cũng vui, cũng hạnh phúc. Mà mình làm được điều này khi và chỉ khi mình tôn trọng sự khác biệt. Mỗi người người ta có một phong cách làm việc khác nhau, một phong cách sống khác nhau. Cái chuyện đó rất là bình thường. Và nếu mình muốn có thành tựu lớn thì mình phải nhìn vào biển. Biển mênh mông không anh em? Ai thấy biển rất là mênh mông, nhiều nước. Mênh mông phải không? Và biển đón nhận tất cả các dòng sông. Sông lớn biển cũng chơi, sông nhỏ biển cũng chơi. Tất cả đều đổ về biển bởi vì biển chấp nhận tất cả những thứ đó. Vậy thì mình muốn cuộc đời mình tốt đẹp, mình phải mở cái lòng bao dung của mình rộng ra. Mỗi ngày mình phải hiểu được rằng là em có sự khác biệt thú vị ha. Ở công ty tôi có một bé kia nó làm việc vui lắm. Công ty sắm cho anh em ghế bàn một chỉnh chu đàng hoàng mà nó không ngồi làm, nó chui dưới gầm bàn nó ngồi. Anh em thấy tắc cười không? Tự nhiên mình vô mình nói, mình hỏi, mình gọi tên nó, mình hỏi đâu rồi ta, em đâu rồi, hôm nay em đi làm, thấy ngồi dưới gầm bàn cực kỳ giỏi, cực kỳ xuất sắc, tiếng Anh tiếng Việt lưu loát, cực kỳ sáng tạo, chỉ có cái phong cách làm việc là phải chui xuống gầm bàn, ngộ không? Thế bây giờ mình biểu cái đứa đó, trời ơi, em làm gì kỳ vậy? Em làm vậy người ta thấy công ty này, nó tưởng công ty này không có bàn á, kệ người ta, người ta chui gầm bàn, nó chui đâu đó kệ người ta, miễn sao người ta làm được công việc của người ta thôi chứ, mình chấp nhận người ta. Ai hiểu ý này rồi đưa tay bên phải, ngộ lắm anh em, là ngộ nghịch. À, thế bây giờ cái việc của mình trên cuộc đời này á, trách nhiệm của chúng ta, có những người suốt ngày đeo đuổi, làm thế nào để mọi người giống tôi? Đó là một cái mục tiêu cực kỳ khổ cực và ngốc nghếch. Mà phải là làm thế nào để tôi chấp nhận được sự khác biệt của người khác càng nhiều càng tốt. Càng chấp nhận được sự khác biệt càng nhiều thì thành tựu của mình càng lớn. Để tôi lấy một hình ảnh cho anh em hình dung nè. Nếu mà trong công ty mình chỉ có một nhóm người biết nói tiếng Anh thôi, thì bây giờ nếu mà chúng ta có, nếu mà chúng ta chỉ biết nói tiếng Việt thôi, thì đối tác bên ngoài họ tới cả đám ngơ ngác, không hiểu, không nói được, thua. Thế bây giờ chúng ta tuyển về trong công ty chúng ta một người biết tiếng Anh, và thế là đối tác tới nói tiếng Anh, lôi người đó ra nói, thế là có thêm một nguồn khách hàng. Bây giờ chúng ta mới tuyển thêm một người tiếng Hàn Quốc nữa, Hàn Quốc tới nói, thấy không? À, không sao đi ta, à, nhảy rồi, ở vụ vậy thì lập tức là mình có khách hàng. À, rồi tiếp theo nữa tuyển một cái người biết nói tiếng Nhật vào, thì cả tốn, ví dụ như vậy, à, gọi là đại khái như vậy, à, thì tự nhiên chúng ta sẽ có thêm khách hàng. Trong công ty mình mà có 10 người mà có khả năng giải quyết được 10 cái loại ngoại ngữ khác nhau, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật vân vân. Ai đồng ý với tôi là nếu mà công ty chúng ta có nhiều người giải quyết được nhiều loại thứ tiếng thì đối tác nhiều loại nước họ đến công ty mình sẽ có thêm nhiều tiền. Đưa tay phải vậy. Thì tương tự như vậy, nếu trong mình có được hiểu, thấu hiểu được sự khác biệt, mình nhìn cái nhóm người này mình biết cái nhóm người này chỉ yêu cầu người ta sáng tạo thôi, đừng có bắt người ta làm quy trình. Tôi hiểu nhóm người này. Nhóm người mà chui xuống gầm bàn này là chỉ cho người ta làm sáng tạo nhảy múa ha, cho người ta tinh thần vui vẻ.
ha, cho người ta cái tinh thần được tôn trọng yêu thương là ok. Nếu mà mình thấy đứa học trò này mình biết ngay, à cái cu cậu này là chỉ cần cho cậu được sáng tạo thôi là ngon. Nhìn cái cu cậu này, à cái cu cậu này phải cho làm đại ca mới chịu này, không chắc chắn một lát nữa đào tạo phải bầu nó làm đội trưởng. Bao nhiêu người biết có những đứa sinh ra nó xuất hiện trong lớp mình là phải cho nó làm đội trưởng, ai hiểu ý này đưa tay vậy. Nếu mà nó xuống đội viên một cái là banh cái lớp này, thấy không, thằng này phải làm đội trưởng này, thấy không. À cái cô nàng này mà biểu hiện này á mà mày đưa làm trưởng phòng chăm sóc khách hàng, thấy không, biểu hiện này á mà vô mà làm phòng sale là thôi không được, thấy không. Cái cô này nè là mình phải sắp vào làm khu vực kinh doanh này, thấy không. Anh chàng này nè xuống kho là ngon lành, thấy không. Tức là mình thấu hiểu để mình hợp tác với họ cho phù hợp, chứ không phải là bắt tất cả họ phải giống mình. Tại sao anh em không có tầm nhìn giống tôi? Nếu mà giống ông ra nó mở công ty rồi nó cần ông chắc. Lần này đến trong cái lần sống này thì cái lần sống này người ta có cái bài học là như vậy đó, và người ta cần mình tương trợ là như vậy đó, nên mình cần phải hợp tác với họ và tôn trọng họ. Thì tự nhiên cái đó mà mình càng lớn thì doanh nghiệp mình nó càng bự, tiền mình nó càng nhiều, niềm vui của mình nó càng phong phú mỗi ngày. Hay đã hiểu ý này rồi đưa tay vậy, ghi xuống ha. Học cách bao dung, học cách bao dung để đón nhận được nhiều sự khác biệt, chứ không phải là học cách bắt mọi người phải theo ý mình. Tại người ta có giống đâu mà theo, nó có những cái nền tảng giống giống nhưng cũng có những cái khác. Ví dụ như tay mình nè, nó nhìn nó cũng có ba đốt giống giống nè, nhưng mà nhìn vào cái chỉ tay chi tiết nè nó khác nhau nè, chứ cũng không phải là nó khác nhau 100% mọi thứ đâu. Nó có những điểm giống nhau và những điểm khác nhau. Chúng ta tìm những điểm giống tương đồng nhưng chúng ta cũng phải công nhận những cái sự khác biệt. Vợ của mình cũng vậy, mặc dù họ là vợ của mình, mặc dù họ là chồng của mình, mặc dù họ là con của mình phải hiểu rất rõ họ không giống mình. Nên tôi nói rất rõ với con trai của mình rằng mà giờ kia đó chọn lựa học bất cứ cái gì mà kinh tế, cái nền mua đôi giày, cái quần, cái áo, xin mua, suy nghĩ giá, suy nghĩ giá. Bởi vì kinh chưa làm ra tiền thì đừng học cách xài tiền, vì có tiền đâu mà xài. Còn tiền của ba làm ra cực khổ, chỉ đủ, chỉ có trách nhiệm lo cho Kim ăn học, hướng dẫn Kim trải nghiệm để trưởng thành vào đời cho tốt vậy thôi. Còn là giày dép mũ nó vân vân các thứ chỉ xài ở cái mức độ của người chưa làm ra tiền ha, gọi là chỉ được tới đó thôi. Anh em mình chú ý này mà, à có những người thì con nó chưa làm ra tiền mà tổ chức một cái bữa tiệc sinh nhật vài chục triệu hoành tráng vô cùng, đang làm hại con khủng khiếp mà không biết ha. Thì có một cái anh chàng kia, anh tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Mỹ về, đi xin việc đâu cũng được, tại vì hồi nào giờ số tiền anh ta xài nó lớn quá, nên anh ta thấy là anh ta học bên Mỹ về mà trả cho anh số tiền nó còn chưa đủ anh ta tiêu vặt nữa, anh ta không làm. Nhưng mà anh học ở đâu tôi không biết, nền tảng gia đình anh như thế nào tôi không biết, tôi chỉ cần biết là anh mới ra trường, anh chưa có kinh nghiệm thì tôi cho anh vô cái vị trí này thì tiền cao nhất là cỡ đó thôi. Nhưng bởi vì anh ta thấy rằng cái số tiền người ta trả ngàn đô như vậy không đủ để anh ta tiêu vặt, nên dẫn tới anh ta không làm, anh ta đi xin việc mãi không được. Bao nhiêu người thấy là chính mình đã tạo ra cái hậu quả khủng khiếp đó, chúng ta phải vậy. Chứ nếu như mà anh ta chịu khó, anh ta vô đó anh ta bắt đầu từ 1.000 đô rồi anh ta lên 1.500, 2.000, 5.000, 10.000, mấy ngàn mà chẳng được. Nhưng tại vì cái số tiền mà xài của mình trước giờ nó nhiều quá, nên mình vô mình thấy cái tiền lương người ta offer nó ít quá, nó không hề ít mà nó đang phù hợp với cái kinh nghiệm của anh ta, cái năng lực của anh ta. Vì vậy nói lại, chúng ta phải học cách bao dung, tức là học cách đón nhận sự khác biệt. Có người thì không học bao dung mà học bung dao, biết bung dao không, tức là người ta tức mình một cái, mày mày chọc đi tao tao lủi mày lên, bao dung cái gì, ai đồng ý từ nay học bao dung chứ không học bung dao, comment vào. Dao là phải gọt cấp đi, gọt cái cây thôi, đừng có bật lên một cái là lủi người ta một phát, lủi người ta một phát chính là lủi mình chứ lủi ai, đúng không. Làm khổ người chính là làm khổ mình, anh em mình chung không. Ê, nên là anh em chúng ta thống nhất với nhau là một cha mẹ hiện tại tôi phải chấp nhận sự khác biệt của con tôi. Là một con người muốn giàu có, hạnh phúc, khỏe mạnh, tự do thì tôi phải chấp nhận sự khác biệt của những người xung quanh tôi. Còn nếu tôi đòi mọi người phải giống tôi, giống y chang tôi vậy là phải vậy á. Chúng ta chỉ giữ lại những cái thứ gọi là nền tảng, ví dụ không được nói dối. À đó là cái nền tảng là chúng ta phải giữ. Chứ còn chúng ta nói không, tôi chấp nhận tất cả, mấy thằng nói dối tôi cũng cho nó vô công ty giao việc nó làm luôn, là banh cái công ty mình. Tức là chúng ta giữ lại cái nền tảng, nó giống như cái nhà là phải có cái móng vậy đó. Còn lại lên trên là người ta có cái phòng người ta thích trang trí, à, màu trắng có phòng người ta trang trí màu hồng. Ha, có người người ta thích trang trí màu cam, đó là sở thích của người ta mình phải tôn trọng. Chứ đâu mà con nó lớn rồi mà đi mua đồ cho nó, hôm nay đi mua sắm dẫn nó vô cái tiệm quần áo, trời ơi trời ơi, mình thích màu gì là mình cứ lựa cho con đúng y chang màu đó, đúng không. Rồi sau đó mình thích cái kiểu gì là mình bắt con phải mặc cái kiểu như mình chơi, vậy gọi là không tôn trọng sự khác biệt và không thể dạy con thành hiện tại được. Vì một đứa bé mà nó bị áp đặt như vậy thì đến ngày đến giờ nếu mà cái đứa nó hiền thì nó bị tự kỷ luôn, còn cái đứa mà nó mạnh mẽ thì nó trở thành đứa nổi loạn, nó không thể là đứa bình thường được. Nếu là một con người bình thường thì phải cho họ có sự khác biệt. Tôi nói thế các đồng chí có hiểu không? Vậy người đồng ý là nếu là một con người bình thường phải cho người ta sự khác biệt, nhưng mà nền tảng là phải giữ. Ví dụ như là làm con người thì chắc chắn phải giữ một nền tảng, đó là hiếu thảo. Đi làm việc thì một nền tảng phải giữ, đó là sự trung thực. Tôi nói tài tâm chiến lực, mà từ cái người nhỏ bé nhất mới vô cho tới lãnh đạo cao nhất, trong đó có cả tôi,
Mai chỉ cần ăn gian nói dối là lập tức phải rời khỏi công ty. 7 năm vừa qua, tâm trí lực xây dựng dựa trên nền tảng là như vậy. Sai thì cho sửa, chữa thì cho đẻ. Có tiền thưởng, có tiền chúc mừng. Ha, đầy đủ. Nhưng mà nếu mà sai mà giấu, A mà nói thành B, một mà nói thành hai, thì lập tức phải rời khỏi công ty ngay lập tức. Bởi vì mình muốn xây dựng một cái tổ chức vững mạnh, mình muốn đào tạo cho các con của mình như thế nào, thì từng thầy cô, từng cán bộ nhân viên ở tổ chức đó phải có những nguyên tắc nền tảng là như vậy. Anh đã hiểu ý này rồi, đưa tay bye bye. Rồi mỗi ngày mình liên tục nhắc nhở anh em của mình về sự hiếu đạo. Dịch Covid xong cái mình nói anh em hãy về thăm cha mẹ đi. Nhưng mà trước khi mình nói như vậy là mình về thăm ba lần rồi. Tức là mình phải vừa mở cửa, Covid vừa mở cửa cái là người ta ở dưới quê tôi, người ta còn kéo cái dây gì á, giăng dây, giăng dây. À, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, y tế phường chưa đến để giăng dây. Đó là dưới quê tôi vẫn còn cái dây nó giăng. Thì anh em tôi đã có gọi là vừa được hai mũi rồi, là lo tranh thủ chạy về liền. Thế tôi chạy về rồi, tôi làm ba lần rồi, thì tôi mới có tư cách để tôi nói với anh em tôi chứ. Tôi nói là hãy về thăm cha mẹ đi. Các ngài còn sống với mình được mấy lần nữa, gặp được các ngài mấy lần trong đời nữa đây. Về thăm đi. Ai mà cần tiền đi lên gặp kế toán. Và tôi dặn gì kế toán là bất kỳ bạn nào cần về thăm cha mẹ mà khó khăn, bởi vì có những người năng lực của họ hiện tại có 10 triệu, 12 triệu ha. Năng lực của họ hiện tại nó chỉ có thể kiếm được trong đó thu nhập thôi. Nhưng bây giờ muốn bay về Quảng Ngãi, muốn bay đi Hà Nội thì phải mất một cái vé như vậy cũng hết 6 triệu, 8 triệu tiền đâu. Thế thì mình cho họ vé họ bay về. Mình cho họ 8 triệu, 10 triệu, họ ăn cũng hết hả? Nhưng mình cho họ cái vé để bay đi bay về. Họ sẽ tròn đạo với cha mẹ của họ. Vậy thì mình phải liên tục nhắc nhở anh em mình phải hiếu đạo. Có những người sinh ra cha mẹ yêu thương chăm sóc từ bé. Nhưng mà có những người sinh ra là cha mẹ bỏ bê từ bé luôn. Họ cảm thấy oán trách cha mẹ họ. Đó là tại họ chưa hiểu cái luật ngày mai chúng ta học. Trước đây có rất nhiều người không hiểu cái luật của ngày mai chúng ta nói. Nên đời họ khổ lắm, họ oán trách cha, họ oán trách mẹ. Họ nói đẻ tôi ra tại sao lại bỏ rơi tôi? Đẻ tôi ra tại sao lại không có thương yêu tôi? Đẻ tôi ra tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia? Tôi ước gì tôi không làm con của ông bà. Khủng khiếp. Đó là lúc họ chưa có hiểu nên họ nói như vậy. Nên nếu mà mình nhìn thấy một ai mà oán trách cha, oán trách mẹ như vậy, mình đừng có cho là họ xấu, mình đừng có ghét họ. Mà mình phải hiểu rằng họ đang cần được giúp đỡ. Họ chính là những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Anh em hình dung à, họ đang cần sự giúp đỡ. Bởi vì họ làm như vậy thì đời của họ sẽ rất là khổ. Mà mình nhìn một người khổ thì mình cười người ta hay sao? Mình nhìn người ta đang khổ mà mình cười hả? Rồi mình nhìn người ta đang khổ xong rồi mình chê hả? Ê, sao mày nghèo dữ mày? Sao mình dã man như vậy? Đúng không? Hoặc là tự nhiên người ta đang khổ, người ta đói, mình cười. Ta đang ngon muốn chết, mày đang đói, thấy không? Mình đâu có dã man như vậy được. Vì vậy nếu mà mình nhìn thấy một cái người mà họ hổ láo với cha mẹ, họ than trách cha mẹ, họ giận hờn cha mẹ, thậm chí có người còn nói cái câu này mới ác đạn này. Chết tôi cũng không về bỏ tao đâu, không về để tao đâu. Thôi, khủng khiếp. Như vậy là mình nhìn những người đó, mình phải thực sự yêu thương họ, bởi vì mình biết đời họ khổ lắm. Họ còn khổ nhiều tập, nếu họ cứ nói một lần như vậy, trừ một điểm, nói lần trừ điểm, nói lần trừ điểm, mà họ nói liên khúc là giống như ca nhạc mà liên khúc là đời họ khổ dữ. Nên chân thành chia sẻ với anh em rằng làm con điều quan trọng nhất là hiếu thảo. Làm việc điều quan trọng nhất là sự trung thực. Muốn có nhiều tiền thì hãy quay trở về làm cho tròn hiếu đạo của mình. Chứ không phải là học thêm cái bằng gì đâu. Có chiếc cano nó chạy ở ngoài. Hơi ồn. Có người tưởng đâu là để mình có nhiều tiền, chắc là mình phải đi học thêm cái bằng. Thực tế là không phải. Có cái bằng cần phải học, học bằng lòng. Làm sao để cha mẹ của mình, bản thân mình, anh chị em trong gia đình mình hòa thuận với nhau. Đó là việc số 1 phải làm. Có những người rất là yêu cha mẹ, nhưng mà suốt ngày cứ gây lộn, ganh tị với anh chị em trong nhà. Nguyên tắc là cái gì của ai thì người đó được toàn quyền. Đất đai là của cha mẹ làm ra, cái đó thuộc về cha mẹ. Các ngài cho mình hay không cho mình, đừng có để tâm tới chuyện đó. Mình nợ các ngài về cái công sinh dưỡng lớn lắm. Học xong level 1 mà may mắn mà làm bài kiểm tra mà qua được level 2 thì sẽ có cơ hội hiểu nó lớn như thế nào. À, nó lớn. Khủng khiếp là lớn. Mà sau khi mình hiểu rồi mình không dám nói gì với cha mẹ nữa hết. Mà chỉ biết con tạ ơn cha mẹ. Con tạ ơn cha, con tạ ơn mẹ. Đã cho con quay lại lần này để con học được những bài học tiếp theo. Con cảm ơn cha mẹ. Không dám có một ý kiến gì nữa hết. Còn nếu đã khi không hiểu rồi, công ơn của người ta mà mình không có chịu đền đáp. Tập 1, đền đáp công ơn cha mẹ là làm chưa có tròn. Tập 2 là còn định ăn cướp nữa. Đó là công sức mồ hôi nước mắt cha mẹ làm ra, đất đai nhà cửa là của các ngài. Mình đòi chia, mình đòi, trời ơi, có những người cha mẹ đang sống mà còn bàn nhau là đứa này miếng này đứa kia miếng kia, cha mẹ không có ý kiến gì luôn, không cho cha mẹ ý kiến gì luôn, xếp đặt cha mẹ ở cái nhà đó, đây là chỗ của A, B, C. Khủng khiếp lắm, đừng có làm cái việc dại dột như vậy nữa. Rồi có những người là nói với cha mẹ rằng bán nhà đi lên ở với tụi con lo. Xong rồi các ngài tin lời mình, các ngài bán nhà,
bán nhà xong cái đem lên, ban đầu thấy cũng ngon lắm, được mấy tháng sau đó nặng nhẹ, nghe lời vợ, nghe lời chồng, hoặc là không biết thương cha thương mẹ chồng, thương cha thương mẹ vợ mình, và cuối cùng làm cho mâu thuẫn xảy ra, các ngày hết đường lui luôn, không còn nhà để về, các ngày sống những ngày tháng khổ cực tội nghiệp vô cùng. Anh em làm như vậy chính là đang hại mình rồi, đừng có dạy như vậy chứ. Nhưng mà nếu lỡ như mình có cái chuyện đó thì mình đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, yesterday, hôm nay là today. Ngày hôm qua mình đi tắm, cái áo của mình nó bị bẩn nước mưa, hoặc là chúng ta té vũng sình, chúng ta chỉ việc đem giặt sạch phơi lên xong, chả vấn đề gì. Phạm lỗi là tốt, bởi vì nhờ phạm lỗi thì chúng ta có mới có cái kinh nghiệm để chúng ta làm tốt hơn, và chúng ta học được cái bài học cao quý đó. Phá sản là tốt, ngu ngốc là tốt, rồi là trước đây có chửi cha chửi mẹ là tốt hả. Nhiều khi mình nhờ như vậy rồi đời mình nó mới vô cảnh khổ, rồi mình mới biết khổ là gì, rồi mình mới nỗ lực để sướng chứ. Còn nếu mà mình không biết khổ là gì, nếu mà tôi chưa từng phá sản thì tôi đâu có cái có được ngày hôm nay. Anh em mình chung không? Tôi chưa từng ngu ngốc thì tôi đâu đâu có hiểu được giá trị tốt đẹp của cuộc sống đâu. Có những cái thứ nói bằng lý thuyết anh em không thể hiểu được cho tới khi anh em vào cảnh, được không anh em? Vào cảnh tôi đã từng có những cái ngày tháng mà làm việc mà làm mà sập mặt vào trong máy tính luôn đó, anh em. Tức là đi làm ở nhà, ở công ty, rồi về tối đi dạy, rồi về nhà còn sửa chữa lại các cái máy laptop mà gọi là nó hư hỏng, mà cái thằng đem đến mà đệ tử của mình, học trò của mình bó tay, thợ của mình bó tay, là nó ghi bó tay là tới thầy. Thầy đi làm ở công ty 8 tiếng, tối đi dạy các trung tâm, về ăn cái gì đó rồi bắt đầu ngồi vô làm tới 12 giờ, 1 giờ là bình thường. Mà một ngày đẹp trời khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ sáng đang ngồi nhìn cái mainboard này. Anh em biết khi mình sửa là nó có cái kính lúp to nè. À, nó có cái máy mình đang đo mạch, đo nhìn cái mạch đó. Sập cái mạch luôn. Rồi sau đó mình đứng dậy. Rồi mình rút điện, tắt điện, rồi đi ngủ. Mà cũng không ngủ được, thao thao tức tức, sáng mai thức dậy tự nhiên nó đơ CPU. Đơ. Đơ CPU. Anh em hiểu không ạ? Ngày thường mình nhìn vợ con quyến luyến, nhìn tài sản đồ tự hào dữ lắm, tự nhiên nó đơ CPU rồi, cái mình nhìn mình thấy chả có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì hết. Khi mình khỏe mạnh mình rất là thích xoa đầu tổng con mình đi chơi rồi làm đủ trò hết, đơ CPU rồi thôi mày đi trường mày đi con, ba đang mệt không có nhu cầu, ví dụ khác chết ba đang cần nghỉ ngơi, đơ CPU. Ai đã từng rơi vào cảnh đơ CPU chưa? Comment số 1 vào, có không? Ô, hay vậy. Ai mà từng đơ CPU mới hiểu là cái câu sức khỏe là vàng nó quan trọng như thế nào. Trời ơi, nguyên một tuần ngày nào cũng uống 18 viên thuốc, 18 viên, cái viên nó đỏ như cái hộp đậu đỏ. Một lần uống 6 viên mà bắt mình uống 18 viên thuốc như vậy mỗi ngày mà một tuần liên tục. Trời ơi, lúc đó chắc nhìn đàn bà con gái chắc cũng không nhúc nhích gì được luôn. Non xanh hay là bà già gì cũng thua rồi, không có cảm xúc. Cái đứa con yêu thương của mình đó mà mình cũng xúc xúc cắn không nổi. Nó ba là tới rồi đi cho các bạn cần nghĩ nữa. Đó CPU khủng khiếp lắm em. Anh em không rơi vào trạng thái đó là anh cũng không thể quý sức khỏe được. Mà khi tôi rơi vào trạng thái đó rồi, anh em biết sau đó tôi tự nói với bản thân mình, Phong, từ nay về sau không bao giờ cho bản thân mình rơi vào cảnh này thêm một lần nào nữa, nhớ chưa? Và thế là từ đó mỗi lần tôi mà làm việc mệt dẹp. Bây giờ anh em công nhận là khó rành cái này lắm, ví dụ như họp, cái cuộc họp đó nó cần phải diễn ra trong 3 tiếng đúng không em, 2 tiếng đúng không, 3 tiếng đúng không, tôi họp khoảng 1 tiếng tôi thấy mệt rồi, anh em nghỉ tiếng nha. Có người nói thầy thầy thêm tiếng nữa đi thầy cho xong, còn không, tôi đi qua sofa tôi nằm tôi chơi 5 phút sau họp tiếp, tại vì thêm 1 tí nữa họ không sao nhưng tôi có sao thì sao, anh em mình chú không? Tức là nếu mà họ kêu là thêm tiếng nữa đi thầy cho nó xong, lỡ xong đời tôi luôn thì sao? Xong đời tôi, anh có lo cho cha mẹ tôi không? Anh có lo cho vợ con tôi không? Anh có tiếp tục thực hiện cái lý tưởng của tôi không? Không phải không? Thôi nghỉ. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi người xung quanh họ nói gì kệ họ. Việc của mình là phải làm cái gì mà đảm bảo được mình khỏe mạnh để lo cho bản thân, gia đình, cha mẹ của mình, lý tưởng của mình. Ai hiểu ý này rồi đứng tay với phải. Chứ đừng có nghe họ nói dại, mặc dù họ không có ý xấu. Họ chỉ nói là thôi thêm tí nữa cho xong thầy. Anh thêm tí được, cho tôi thêm tí nữa không được. Không, tôi không làm nữa đâu. Tôi nghĩ là tại vì tôi làm được cái chuyện cương quyết đó, là tại vì sao? Vì tôi từng bị đơ CPU một tuần rồi. Còn nếu mà anh em chưa từng đơ CPU, người ta xúi anh em thì anh em sẽ theo. Ai sao tôi vậy? Không, tôi ghét cái câu đó, tôi không thích câu đó đâu. Ai làm bậy tôi theo hay sao? Anh làm bậy tôi phải theo hay sao? Không không, tôi không chơi kiểu đó được. Ai sao thì kệ ai. Còn tôi cũng vậy. Tự nhiên cái nó xách cái ba lô, nó đi ra khỏi nhà, mà nó đi trên cao trên thấp. Mới sáng thứ hai, nó kim, nó giả. Dạ. Sao vậy? Nó đi cái tứ tức cười á. Mệt hả? Dạ. Thôi nha. Hôm nay thứ hai mà bác ở nhà, ba viết đơn cho nghỉ 3 ngày, 2 3 từ ba sẽ phụ trách bài cho con, anh em chung à, ba sẽ phụ trách bài cho con. Trời ơi, sau đó thì đầu giờ trưa đầu giờ chiều liên tục nhiều tin nhắn, Phong ơi sao cho kia đi học nó mệt chị ha, nhà ngoài kia có 4 bài gì, 4 bài gì, ai sẽ nói 9 bài gì, à, một ông đầu à, liên minh 9 bài gì, ai sao mình vậy chứ thời buổi này, không 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 thấy bà ngoại nữa chắc quên 9 bài gì một bà ngoại. Liên liên thủ thương kinh dữ lắm, mà muốn nói rằng là ai sao kinh vậy, không 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 ai sao kệ họ, đây là con của tôi, còn quý vị toàn quyền muốn làm gì đó là đây là con của tôi không cho nó đi học trong trạng thái như vậy được.
Ai đây, ý này rồi, đưa tay với mày. Ở nhà đi, có gì ba phụ trách bài cho. Rồi dẫn nó đi cùng tao cho. Trời ơi, anh khoái. Ba rất là yêu mình luôn á. Thấy không? Ngày thường đúng ra là mình phải đi học, nhưng ba thương mình, cho mình ở nhà rồi còn phụ trách bài với mình nữa. Thì tự nhiên khi con nó cảm nhận được tình thương rồi thì mình nói nó sẽ nghe, mà thậm chí không cần phải nói đâu, nó sẽ theo mình. Ai đã hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Ai ở đây sẵn sàng cho con nghỉ 3 ngày phụ con chép bài comment vào tôi. Dám chơi vậy không? Phần lớn người ta sẽ nói vậy nè. Cuộc sống mà, ai sao mình vậy? Nếu mà nghe ai nói như vậy là mình hỏi, người ta làm vậy mình làm theo hả? Anh có nhu cầu con anh học sinh giỏi, tôi không có nhu cầu. Tôi chỉ có nhu cầu là con tôi hạnh phúc. Anh có nhu cầu là có những người rất là bị áp lực, ví dụ như mình đi làm thầy cô, tự nhiên mình là thầy cô giỏi mà con mình thì học yếu, buồn muốn chết luôn. Căng thẳng cái mặt lúc nào cũng căng. Tôi không có nhu cầu đó. 7 năm trước là nhu cầu đó của tôi mạnh lắm. Còn 7 năm sau này, từ 2014 tới giờ, tôi không có nhu cầu đó. Tôi thay đổi cái cách mà tôi có nhu cầu. Đó là tôi nói, mặc dù tôi là một kỷ lục gia thế giới, anh chị ngưỡng mộ tôi, yêu quý tôi, bạn bè quốc tế yêu mến ngưỡng mộ tôi. Nhưng mà tôi, đó là những cái thứ nó liên quan tới công việc, liên quan tới đam mê, tôi làm vậy thôi. Và tôi làm vậy, còn con tôi nó có làm vậy hay không là chuyện của nó, tôi không ép buộc nó. Ngày đầu tiên mà tôi dạy CD nhóc được cho con tôi bắt đầu dạy cho nó y chang như vậy con anh chị vậy đó. Cũng nhớ không không là gì, không một là gì, anh chàng luyện nhớ được đâu 20-30 số gì đó. Sau đó anh chàng nói, ba cho kinh học đọc sách nhanh thôi được không, chứ cái môn này kinh không thích. Hả? Tức là anh ta không thích cái môn này, anh ta thích cái môn đọc sách nhanh, bởi vì con tôi đọc sách rất là nhanh. Mỗi lần mà đi nhà sách, anh em có hình dung mà đi trong nhà sách khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là coi như tôi chọn được mấy cuốn sách mà tôi yêu thích, là ảnh cũng đọc xong 2-3 cuốn truyện của anh. Anh em hình dung à, nó đọc truyện rất là nhanh, đọc rất là nhanh, và đó là tài năng của con tôi. Nhưng mà biểu nó nhớ giống như tôi thì nó không chịu. Thế bây giờ tôi nói, ba là một kỷ lục gia thế giới, quan hệ quốc tế cũng như quan hệ Việt Nam, sự nghiệp này ba đã gọi là xây dựng vững chắc rồi, con chỉ ráp vô cái là cuộc đời con tốt đẹp, tại sao lại không luyện theo con đường của ba? Ba làm được, con làm được, ba làm được, con làm được. Đó là cách đây 7 năm trước tôi nói vậy. Còn bây giờ thì không, tôi không có nhu cầu đâu. Nếu mà con không thích luyện siêu trí nhớ, con thích đọc nhanh đúng không, thì cứ luyện cái môn đọc nhanh của con đi ha. Các học trò của tôi cũng vậy. Hồi đó bé Mai Thanh Hà đó, anh em biết Mai Thanh Hà không? À, anh em lên Google anh gọi Mai Thanh Hà sẽ ra con bé rất là dễ thương. Ba má nó dẫn tới và nói, thầy ơi muốn con tôi thế này này. Tôi dạy nó 1 tháng tức cười lắm anh em, người ta nhớ 30 số, nó nhớ có 7 số. Con bé dễ thương vô cùng. À, anh em mà coi tivi là biết đó, mặt mũm mĩm dễ thương lắm. Người ta nhớ 30 số, học chung thời với nó, chung lớp khai giảng chung nó, mà trung bình đó nha, rồi người ta nhớ 30 số, trung bình là 30, nó nhớ có 7 số. Hết ngồi gãi đầu với ta. Tôi nói với mày nó, con nó mạnh cái này nè chị đầu tư ngôn ngữ cho con đi, đừng có đầu tư về luận lý, vì đứa bé này nó sinh ra không phải để làm nhà khoa học. Và rất là may mắn là cha mẹ của Mai Thanh Hà cũng hiểu giống như tôi, anh chị quyết định đầu tư cho con về diễn xuất ngôn ngữ. Bây giờ con bé trở thành một diễn viên nhí rất là nổi tiếng, Mai Thanh Hà. Anh chị hình dung à, vậy thì những gì mình đang làm cho con của mình thì mình nói lại cho phụ huynh hiểu đó. Mai Thanh Hà là con bé đó, đó. Đóng phim anh em thấy rất là dễ thương luôn à. Rồi up đi. Vậy thì con rất là dễ thương, nhưng mà con đến thế giới này không phải là để trở thành nhà khoa học, con đến để trở thành một diễn viên, một nhà đào tạo, một người truyền cảm hứng, một nhà ngoại giao. Thế mạnh của con là ngôn ngữ, chứ không phải là thế mạnh của con là chỗ tính toán, ghi nhớ. Vậy thì nếu mà con không giống thầy thì thầy không ép con, thầy không xúi cha mẹ ép con được. Còn nếu cha mẹ ép con thì thầy cũng chịu, bởi vì đó là con của cha mẹ con là con của cha mẹ con. Thầy chỉ chỉ điểm thôi, thầy không chỉ định được. Anh em mình chung ý này không ạ? Con tôi cũng vậy. Con không luyện thì thôi, con làm cái môn con thích. Bởi vì cái nhu cầu của tôi, cái mục tiêu của tôi là con của tôi hạnh phúc. Mà tại sao tôi phải làm con tôi hạnh phúc? Tại đơn giản tôi muốn hạnh phúc. Vì nếu con tôi không hạnh phúc, tôi cũng sẽ không hạnh phúc. Bao nhiêu người biết rằng nếu mà mình làm những người xung quanh mình bất hạnh, chính mình cũng sẽ bất hạnh. Ai hiểu ý đó đưa tay vậy bạn. Đừng có dại dột như vậy chứ. Tức là mình bắt con của mình nó giống mình hay là nó giống một ai đó, trong khi chúng ta đã biết rằng, ấy trò chơi vẫn còn nguyên vẹn nhé. Hôm nay nếu mà hái được 2 cái trái nào, xoài, ổi, cóc gì đó mà nó giống nhau 100%, hái được 2 cái lá nào trong tự nhiên mà nó giống nhau 100%, giải thưởng là bao nhiêu anh em? 20 triệu đồng. Rồi sáng nay chúng ta dừng ở đây. Luật thứ hai hôm nay chúng ta học đó là luật về sự khác biệt. Không có cái gì giống cái gì, nên hãy sống là chính mình, phải tôn trọng mình, yêu quý mình và tìm những người có thế mạnh hơn mình về cái điểm mà mình yếu để phối hợp với họ để tạo ra công ty tâm trí lực ngày hôm nay. Tôi không thể làm được hết được, tôi cần phải có một lãnh đạo rất là giỏi về đào tạo, cổ sắp xếp lớp học rất là bài bản chu đáo, rất là kinh nghiệm 20 năm hơn. Tôi cần có một người chăm sóc khách hàng rất là chu đáo, tận tâm, yêu quý khách hàng như người thân bạn bè của mình. Tôi cần có một người làm tài chính kế toán rất là kinh nghiệm, sổ sách nhanh chóng chính xác. Tôi cần một người rất là giỏi về, gọi là cái người đó phải rất là giỏi về cái việc là thực hiện những cái chiến lược để biến nó thành hiện thực. Đôi khi tôi đưa ra ý tưởng vậy thôi, chứ biểu tôi làm chi tiết là tôi không giỏi. Thế tôi có nhiều người anh em như vậy cộng hưởng lại với nhau và nó tạo ra tâm chiến lược tốt đẹp lên từng ngày. Anh em mình chung ạ. À. Vì vậy nếu mà khi tôi làm việc với những con người đó, tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần là người ta sẽ có suy nghĩ khác tôi, cách làm việc khác tôi và tôi đón nhận họ, tôi đón nhận họ. Thì lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta bắt mọi người phải giống y chang mình mới được. Tôi nói là y chỉ có những cái thứ nền tảng là phải giống nhau. Ví dụ như những người làm ở tài tâm chiến lược chắc chắn
là những người phải chấp nhận cái nguyên tắc ứng xử, đó là sự trung thực. Chấp nhận là đi đặt hàng đối tác mà người ta gửi lại tiền lại quả cho mình mà không được lấy. Còn nếu như mà mình đi mua, mình đặt một cái lô ly cho công ty, người ta nói là em sẽ gửi lại chị 10%, các mình bỏ túi một cái là mình phải rời khỏi công ty ngay lập tức. Đó là luật. Bởi vì chúng ta muốn xây dựng cái doanh nghiệp chúng ta là chất lượng, chính trực, chứ không có được mà vì tiền mà đem hàng giả về công ty. Nhưng mà để người ta làm được cái điều đó thì mình phải có chính sách để cho người ta sống. Đó là cái việc chúng tôi chia cổ phần cổ tức cho tất cả các anh em, từ người lãnh đạo cao nhất cho tới cái người nhân viên bé bỏng nhất ở dưới, mà có sự cống hiến đồng hành với lý tưởng tâm chí lực thì họ đều được có cổ phần, họ đều được chia cổ tức. Có những em nhỏ mà đi theo tôi 3 năm, 6 năm, vân vân. Thì bây giờ thu nhập thụ động hàng tháng của em cũng được vài chục triệu, vài trăm triệu là bình thường. Thu nhập thụ động nha anh em. Thụ động tức là không làm thì vẫn có. Tức là mình thay vì mình đem tiền về cho riêng mình thì mình đem mình chia 5 xẻ 7, chia nhỏ ra để cho tất cả anh em đều có phần, tùy vào sự đóng góp tài năng của họ. Và nếu anh em là một cái người gọi là có tài năng và muốn cống hiến thì tâm chí lực cũng rất là chào đón anh em về cùng với chúng tôi để thực hiện cái lý tưởng tâm chí lực được diễn ra tốt đẹp hơn mỗi ngày, được không em? À, anh em nào mà giỏi về nhân sự nè, anh nào có kinh nghiệm làm về nhân sự đó, hoặc là làm về marketing online, được không ạ? À, đó là những cái mảng mà tâm chí lực đang rất là cần. Một cái mảng nữa đó là giáo viên, giảng viên, à, những nhà đào tạo hiện tại, ha, à, đào tạo phương pháp 5 phút thuộc bài, mind map, vân vân. Chào đón anh em về. Đầu tiên là có những người anh em là ban đầu họ chỉ là khách hàng thôi, phụ huynh thôi, sau đó họ tới đối tác, rồi sau đó họ tới cổ đông, họ trở thành lãnh đạo của tập đoàn để họ đưa cái các cái lý tưởng tốt đẹp, những cái kế hoạch để đưa cái lý tưởng tốt đẹp trở thành hiện thực. Rồi sáng nay bài tập nhắc lại lần cuối đó là đi tìm hai cái lá, hai cái trái giống y chang nhau. Ai nghĩ mình tìm được thì comment số 1 cũng đi tìm đi nha, nhất định phải đi tìm nha. Chứ đôi khi nghe xong nói, nhiều khi nghe thì Phong nói 10 năm chưa từng mất tiền, sợ quá không tìm. Đi tìm đi, đi tìm để hiểu. Ha, sáng nay đầu tiên lật tay mình lên ăn sáng ngồi nhìn. Trong lúc mà chờ ăn sáng á, người ta bưng cái tô gì đó ra cứ ngồi nhìn như này. Đó, mà để cho nó rõ nét hơn thì lấy son quét lên tay của mình rồi lăm lên giấy, mình sẽ thấy cái đường vân nó hoàn toàn khác nhau. Hai ngón trỏ trên cùng một cơ thể, trỏ trỏ mà còn khác nhau. Vậy thì đòi người ta giống mình để làm cái gì? Ha, không, chỉ cần giống những cái nền tảng là được rồi. Làm âm thì đừng có âm gian nói dối. Ha, sống thì phải nỗ lực chứ đừng có mà gặp khó khăn bỏ cuộc. Tức là mình phải đến cái ngày thứ tư, hôm nay là ngày thứ hai, đến ngày thứ tư chúng ta sẽ học về cái luật, đó là làm sao để có những người cộng sự giỏi. Luật này cho chúng ta hiểu là chúng ta cần phải là người đó. Muốn cuộc đời mình tốt đẹp thành công mới gặp chút khó khăn đòi bỏ cuộc, thấy không? Làm sao làm được? Cuộc đời mình sẽ gặp toàn những người như vậy. Còn nếu mà mình có cái sự quyết tâm, mình yêu cha yêu mẹ của mình, quyết tâm cho cuộc đời của mình thì chắc chắn mình sẽ trở thành một người bạn. À, chí ít là mình có thêm một người bạn giống như là Nguyễn Phùng Phong bên cạnh của mình. À, giống như anh Lê Thắng Trong là anh không cho phép tôi cũng sẽ đu đeo anh, để cho tới khi nào anh đặt xét tôi là một trong năm người trong mối quan hệ của anh thì thôi. À, giống như anh Hoàng Tuấn, anh mà nói không tôi chưa cho phép, tôi cũng sẽ đu đeo chừng nào mà anh ta chấp nhận tôi trở thành một trong năm người trong cuộc đời của anh thì tôi chịu. À, tôi phải nỗ lực. Đó, tương tự như vậy. Tại vì tôi nhìn thấy những con người này, họ rất là quyết tâm, họ làm việc rất là trách nhiệm, họ sống rất là chân thành. Vậy thì tôi đã nhìn thấy họ rồi, anh không đồng ý tôi cũng đu đeo cho bằng được. Ha, để anh chọn tôi làm một trong năm người bạn trong cuộc đời của anh. À, vậy thì chúng ta hiểu được những cái con người, tìm ra được con người phù hợp rồi. Mà để tìm ra được anh Trong hay là anh Tuấn hay là nhiều anh chị khác thì bản thân tôi phải rất nỗ lực. Ha, gió tầng nào thì mây tầng đó. Anh em mình chung à, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Nó là như vậy. Chúc anh chị buổi sáng tốt lành. Và cũng như ngày, hôm nay chúng ta chưa công bố 10 người ngày hôm qua đúng không? Ngày mai công bố luôn 20 người. Được không em? À, ngày mai chúng ta tương tự như vậy. Hôm nay chúng ta cũng sẽ viết bài ở trên Facebook, Zalo. À, nhớ là sửa cái, tức là chúng ta cũng làm là cha mẹ hiện tại. Rồi, xuống dưới chúng ta ghi là tâm chí lực, tức là đơn vị tổ chức. Điều hôm nay tôi học được là, và có một cái cam kết nhất định tôi phải làm là. Được không anh em? Rồi, sau đó chúng ta cam kết cái gì thì chúng ta đánh ra. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta nhớ để cái dấu thanh. Rồi hôm nay là ngày mấy thì chúng ta đánh vào, tháng 11 chúng ta đánh vào, rồi chúng ta gõ thêm 2021. Ban tổ chức sẽ tìm ra chúng ta và sau đó họ sẽ chấm bài. Nếu sáng giờ chúng ta ngồi chúng ta nghe và chúng ta thấy là chúng ta nhận ra được cái điều gì, chúng ta ghi lại để chính bản thân chúng ta sẽ được coi đi coi lại những kiến thức đó trên cái Zalo hoặc là Facebook của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta chia sẻ được những cái điều này cho nhiều phụ huynh khác. Cứ mỗi lần mà chúng ta làm được một điều tốt đẹp cho ai đó thì chúng ta được một điểm cộng. Ai ở đây muốn hôm nay chúng ta sẽ đăng bài để chúng ta cũng có một điểm cộng. Chúng ta vậy. Chúng ta được cộng một điểm anh em. Cứ làm cái gì tốt đẹp cho ai là được một điểm cộng. Được chưa? Rồi hôm nay là giải thưởng sẽ có thêm một phần thưởng thú vị nữa. Nhưng lần này ít lại, tức là chúng ta sẽ có một bộ sách nhưng mà được kèm thêm một giải thưởng là $100, được không? Ai đồng ý là có sách mà có tiền nói mới vui. Hôm qua là 10 người mà chỉ toàn là thưởng sách. Còn ngày mai là sẽ có giảm lại, còn 5 người được không? À, 5 người thôi. 5 người tức là top 5, 5 sao. 5 người mà hôm nay học mà tập trung nhất, viết bài mà ban tổ chức họ chấm là nhất thì sẽ ra là chúng ta sẽ được nhận cái bộ sách tôi sẽ đích thân cầm bút ký tặng anh em, những cuốn sách tôi yêu thích. Và trong cái level 1 đang dạy đây nó liên quan tới cái level 1 này. Sau đó kèm trong cuốn sách đó, nói một bộ cho nó kinh, có 3 cuốn nè. Trong level 1 này chỉ cần đọc 3 cuốn sách mà tôi thích đọc, nó phù hợp với nội dung này, thì lục trong 3 cuốn đó kiểu gì cũng có $100, đồng ý không? Tức là tôi sẽ nhét $100 đó vào trong một trong 3 cuốn sách đó. Ai nghĩ mình là người chiến thắng
Cùng em làm số 1, cụ chữ ai? Thấy không? 5 người nha. Rồi. Nhớ là hôm nay mình viết lên Facebook, Zalo. À, mình nói là cha mẹ hiện tại gạch ngang đơn vị tổ chức là tâm trí lực nha. Rồi chúng ta đánh dấu thăng, rồi chúng ta đánh là cái ngày ra. Ngày này ngày mấy tôi cũng biết luôn á. Mở lên coi. Ngày mùng 9. Thôi ơi, anh em có nhớ ngày mùng 9 tháng 11 không? Ngày đó là đặc biệt đó, và tháp đôi ở Mỹ bị gọi là đánh bom á. Nhớ không anh em? À, 9 tháng 11 hôm nay chúng ta cũng tưởng nhớ những người con người gọi là vô tình mà chết vì cộng hưởng mà chết. Rồi. 9 tháng 11 chúng ta sẽ đánh dấu thăng, tức là chúng ta đánh 0911 2021. Như vậy là ban tổ chức sẽ tìm ra mình. Chứ mình viết quá trời là chính xác hay, ban tổ chức không tìm ra mình là coi như mình không đạt. Được không anh em? Rồi, link gửi về đâu kìa, ban tổ chức thông báo cho phụ huynh biết. Rồi sáng nay tôi xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các anh chị, chúc ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại, hy vọng ngày mai tôi sẽ tìm được 5 người là học tốt nhất, được nhận sách, nhận 100 đô. Ý nghĩa của 100 đô đó là nó là cái đồng tiền cao nhất trong mệnh giá tiền của nước Mỹ, là đất nước cao nhất. Ý nghĩa của nó là tôi muốn đem cái thứ mà cao nhất, tốt nhất để gửi tặng anh chị, với một thể hiện cái sự quý trọng với một cái người tham dự và đã gọi là ghi chú được tốt nhất vậy thôi. Còn đừng có còn cái chuyện ban tổ chức họ chuyển cho mình 2,3 triệu, 20,3 triệu, 2,4 triệu gì đó thì không phải là chuyện lớn ha. À, chúng ta quan tâm tới cái ý nghĩa đó là tìm cái gì mà nhất của nhất để đem gửi tặng cho những người nhất vậy thôi anh em ha. Rồi cảm ơn, chúc ngày mới tốt lành.